Yo, chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay vẫn sẽ là full team hệ thường. Tôi cố gắng trong hôm nay sẽ, trong tuần này sẽ cố gắng sử dụng Slaking. Thấy đối thủ cũng không có mang theo Pokemon nào huyền thoại, nên chúng ta sẽ test thử Slaking trong lượt này, để biến Slaking trở thành huyền thoại cấp cao trong cái trận này. Hy vọng những gì tôi tính toán nó sẽ đi đúng hướng. Còn có biến số gì hay không thì chờ đi biết, để coi thử nha. Vô nè, khí thế hừng hực nè, Slaking đâu? Xuất hiện đi nè. Ok, Sableye với lại tôi quên tên nó rồi, Flamingo, ok. Tôi sẽ Doodle. Tôi sẽ sử dụng chiêu Doodle để đổi đặc tính Prankster của Sableye về phía mình. Tức là cả hai Pokemon của tụi mình đều sẽ có đặc tính Prankster. Hoặc là copy cũng được. Có một số đặc tính nó không copy được, giống như là đặc tính của mấy Pokemon Paradox nè. Nhưng mà đặc tính của Mirrodon với lại Corridon thì lại copy được nha. Ok, đối thủ sử dụng Minlux để chúng ta không thể nào rút về bóng được. Chúng tôi không cần chuyện đấy. Được rồi, mọi thứ thuận lợi đó. Đổi đặc tính này cưng. Tao không còn là một con khỉ chỉ biết ngồi gãi bụng nữa đâu. Cái gì đây? Oh, Chandelure. Xem đây. Thế là chúng ta có hai Pokemon với đặc tính Prankster. Yeah, yeah. Ôi, cũng không nhiều máu lắm nhưng mà không sao cả. Chúng ta có Sucker Punch mà. Tôi sẽ để dành chiêu Sucker Punch này để đối thủ không nghĩ là chúng ta sẽ mang theo chiêu này. Tôi sẽ ru ngủ một con. Ôi mà. Không, tôi nghĩ là tôi nên sử dụng chiêu Decorate để tăng gấp đôi sát thương vật lý với sát thương đặc biệt của Slaking. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ Sucker Punch vô con. Có nên Sucker Punch không? Con không, để dành chiêu Sucker Punch lại đi. Tôi muốn xử con Sableye trước, con Sableye nó hỗ trợ khá là ghê. Tôi sẽ để dành chiêu Sucker Punch để cho đối thủ không nghĩ là chúng ta sẽ có chiêu đó. Rồi ok, bên đối thủ sử dụng chiêu Willow Whip. Bị bỏng thì Pokemon sát thương vật lý sẽ bị giảm 50% sát thương vật lý. Nhưng không sao, tôi đã lường trước chuyện đó. Ok, cũng được, hay khá máu. Con Sableye cũng cứng dữ ha. Cũng cứng đấy. Tôi sẽ cho con Smeargle của mình sử dụng chiêu Luna Blessing. Đấy, vừa hồi máu rồi hồi phục luôn trạng thái xấu luôn. Đó là chiêu độc quyền của Cresselia mà tôi đã copy được. Không ngờ tới chứ gì. He. Hết bị bỏng nha con. Ồ, nó có encore. Nhưng mà không sao, liên tục sử dụng chiêu hồi máu cũng được đi. Con cũng được. Ồ, nó có substitute. Mà không sao, tao xử mày trước. Biết mùi lợi hại chứ con. Nhưng tiện khoe một chút thì con Slaking mà tôi đang xài là con to nhất á. Thật ra nhìn nó tôi cũng không thấy to lắm, tôi tưởng nó sẽ to hơn cơ. Rồi nếu mà muốn phá substitute, muốn phá thế thân á, thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu Sucker Punch. Phải gây ra một lượng sát thương đủ lớn thì thế thân nó mới mất. Tôi sẽ hồi máu xong thì dùng Sucker Punch để coi nha. Mất thế thân không? Mất chứ, sao không mất được. Mình có chiêu Decorate luôn mà. Đó. Chết.
chết. Close combat. Nhưng không sao, không sao. Nó không sao vậy thôi chứ cũng nhói tim đó. Rồi. Tiễn biệt Slakin luôn. Tôi cũng muốn Terra cho nó hình hệ tiên lắm, nhưng mà tôi nghĩ mình để dành Terra lại. Dù sao của mình cũng đang cũng khá là có lợi thế nhỉ. Tiếp theo thì tôi nghĩ tôi nên giữ con Ursaluna lại ta. Ừ. Bên tụi nó cả hai con đều hình như tốc độ cũng cao, cho nên là mình phải dựng chiếc room nếu mình muốn thắng. Nên tôi sẽ ra cho Ferrigraph ra. Ferrigraph à, xử tụi này cho anh. Rồi lại Luna Plexing. Chưa xong Encore nữa. Chứ Encore này khó chịu nha. Luna Plexing nè. Xong tôi sẽ trick room một lần. Cỡ nào cũng phải sống nha cưng. Cưng cỡ nào cũng phải sống hết. À ha. Sống sống sống. Được. Nhưng mà chưa bị giảm một nửa lượng máu để ăn Citrus Berry. Ôi, được. Còn sống. Còn sống là còn gỡ. Dựng chất trung được rồi nhá. Ta ăn Citrus Berry nè. Xong ta dựng chất trung nè con. Rồi, đã đến thời của bố mày rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho Ursaluna ra và tiễn đưa hai đứa này về nơi suối vàng liền. Ursaluna mạnh nhờ. Lúc hồi nó mới ra tôi không nghĩ nó mạnh bằng con Ursaluna cũ đâu. Mà không ngờ nó mạnh hơn. Ở Terra hệ thường. Đấy, xong rồi dùng chiêu Helping Hand. Đôi tay giúp đỡ. Dịch tiếng Anh xuất sắc. Hãy xem đây. Để xem tiếng gầm nó hoang dã của ông nội mày nè. Hãy sợ hãi đi cưng. Sao mà cái animation nó lâu dữ vậy? Chỉ cần cho Ferrigraph nhận được chiếc rung thì coi như mấy đứa này đi xong hết. Ursaluna không sợ gì hết. Rồi chúng ta được tăng thêm một bậc tấn công đặc biệt. Ursaluna quá đỉnh. Đỉnh của top. Rồi Executor thì chúng ta cũng không còn sợ nữa. Chúng ta sẽ chơi chiêu Blood Moon. Xong thì Hyper Void xong ra. Thôi Helping Hand đi. Để tối đa sát thương luôn. Rồi Terra muộn rồi cưng à. Nhưng mà tiếc cái trận này vẫn chưa xài được Slaking nhiều ha. Vẫn chưa có đổi đặc tính được Slaking nhiều. Ok luôn. Ok luôn, chúng ta đã xong trận này. Tiếp theo sẽ là trận thứ hai. Tôi hy vọng trận thứ hai tôi sẽ xài được Slaking. Xài chưa đã. Ui. Ủa trận này đối thủ có 5 con thôi hả? Đối thủ tự tin quá vậy. Ừ, không có nhiều đối thủ, đem theo có 4 con, tự tin lắm. Mà tự tin thiệt, tôi đánh thua. Tôi không biết trận này tôi đánh thua không nữa. Để coi nha. Zalita. Tôi nghĩ tôi sẽ cho Ferrigraph với lại Smeagol ra để dẫn đường. Ferrigraph sẽ dẫn Trick Room, còn Smeagol được thì ru ngủ tụi nó. Xong rồi mang theo Serapagos với lại con nào ta. Ok, thử đi.
này Slaking đi chung với Sarabagot nha, tôi không mang Barcelona theo. Một chiến thuật coi như là không biết nói gì sao nữa, không biết nói gì nữa. Nếu mà chết con Fury Grab mà chưa kịp dựng Trick Room á thì tôi nghĩ là thua đó, là coi như thua đó. Ok, nó thủ cho sao gờ ra trước luôn. Còn sao đây? Ok, tôi sẽ dùng ru ngủ với con Kyogre. Cỡ nào mình sẽ ru ngủ được nó thôi à. Giờ diện Trick Room nè. Có nên Terra không ta? Không. Nếu tôi Terra thì không có đường Terra cho Sarabagos nữa. Sarabagos rất có thể sẽ là cứu tinh nếu chúng ta sống. What the hell? Một phát đi luôn con Fairy Grab rồi. Ê, chưa kịp dựng Trick Room luôn á, chưa kịp ru ngủ nữa à. Rồi sao con Smeargle đi luôn rồi đúng không? Thôi chứ gì nữa. Ui chết rồi bay ơi, vẫn còn có hai con hả? Còn có hai con hả? Mà trong đó một con bị què quặt. Trời. Sai ta. Con Terra Bagos này gánh tim nổi không vậy? Thôi chết rồi. Một con. Tuy là cả hai con đều có chỉ số của huyền thoại nhưng mà con Slaking nó què quặt quá rồi sao ta? Đánh được lúc này đánh lúc đó đi. Giờ tôi sẽ dùng Drain Punch vô con Empoleon. Chỉ hy vọng là con Kyogre nó không thức dậy. Ừ, đừng thức dậy mày. Giờ cho kinh công xin tí máu đi. Ok, cũng được. Dù sao Slaking cũng tấn công cũng khỏe quá chứ. Không sao. Đủ để sử dụng Calm Mind một lần. Nè ha ha. Mày sợ ông nội mày chứ con. Giờ sao ta? Giờ Slaking là chuẩn bị què quặt rồi đó, tôi không nói gì nữa rồi đó. Giờ tôi nghĩ là tôi sẽ Terra. Rồi sử dụng Terra Starstorm cho cả hai con để dứt điểm con Empoleon. Còn Slaking thì què quặt rồi, coi như không có ngày mai rồi đó. Thế mình có nên bỏ cuộc không ta? Sao tôi thấy này cái màu này nó không có được vui cho lắm. Con Kyogre, hên quá, nó còn ngủ. Nó mà thức là mình đi tông luôn. Hơi nghĩ sao mà đưa Slaking nó đánh một trận. Ủa gì ốp? Ủa bị trượt hả? Ủa chiêu gì bị trượt vậy? Không có sao hết. Bye bye. Ở xử được một con. Xử được một con Kyogre còn quá cứng. Giờ lượt sau nè. Lượt sau Slaking hết què rồi. Chúng ta sẽ cho Slaking đánh con Kyogre nè. Con oh my god. Raikou hả? Raikou này thì làm sao ta? Raikou thì có Earth Power nhưng mà tôi không nghĩ. Tôi cố gắng sử dụng chiêu đánh lan để cấu máu luôn con Kyogre. Phải hạ con Kyogre trong lượt này mới được. Kyogre mày đừng thức. Mày ngủ tiếp cho tao. Yeah. Được. Có cơ hội nha. Không sao, còn một miếng nữa để cho Terabagos. Trời ơi, vĩnh biệt mày nha. Tuyệt vời. Ê, tôi thấy có mùi chiến thắng. Dù chúng ta đang xài Slaking. Dù chúng ta đang xài Slaking với đặc tính True, nhưng chúng ta vẫn có cửa thắng. cũng nhờ Kyogre ngủ từ đầu đến cuối trận. Hên quá. Quá hên. Được rồi, bây giờ sao? Bây giờ chúng ta sẽ vẫn tiếp tục xài Terra Starstorm.
Tôi không. Tôi sẽ không sử dụng chiêu Sucker Punch ngay lúc này. Được này, nó đang bị què mà. Được này, Slaking đã bị què nên chúng ta không sao. Tôi sẽ giấu chiêu Sucker Punch đến cuối cùng để cho đối phương tưởng là chúng ta sẽ không có chiêu ưu tiên nào. Tưởng chừng là đối phương sẽ y. Đúng rồi, đối phương sẽ y vì sức mặt đang là Slaking. Đúng không? Ồ, không thấm. Chữ gì nữa sao mà thấm được Slaking? Ủa, nhưng mà nó bị tê liệt rồi. Ok, cũng không sao cả, Slaking chậm cả. Tôi nghĩ nó sẽ không nhắm vào Slaking. Chính xác, nó nhắm vào Terabacos. Được, nó đã chê ra rồi. Dính biệt luôn. Dám chọc giận ông nội mày hả? Rồi giờ con đến lúc Slaking. Tôi không biết là bên đó có sử dụng chiêu Spiky Shield để bảo vệ trong đợt này không ta. Để làm mất lượt của Slaking nên tôi sẽ tự bảo vệ Terabagos, xong xài chiêu Sucker Punch. Nếu mà họ nghĩ là họ đang trên cơ mình thì họ sẽ không biết mình đang có Sucker Punch, đúng không? Đúng không? Đúng vậy. Yeah. Ui, vậy là thắng. Không ngờ tới chứ gì, không ngờ tới sẽ có Sucker Punch chứ gì. Vậy mà cũng thắng được. Rồi vậy mà cũng thắng được. Trời đất ơi là trời, vậy mà cũng thắng được. Ok, lượt 2, lượt 3 nè. Lại là Kyogre. Lại là Kyogre. Ủa, có lớp Diss này nữa hả? Sao lớp Diss lại có ở đây ta? Họ xài Pokemon lạ đó. Mà thường có Pokemon lạ trong đội hình là chắc chắn có mang theo. Tôi không biết con lớp Diss này sẽ sử dụng chiến thuật gì. Không biết thì thôi cứ chơi đại đi. Tôi nghĩ tôi sẽ không mang theo Slaking nữa. Quá rủi ro. Rủi ro quá. Mà tôi sẽ mang Fairy Giraffe. Đúng không? Tôi sẽ mang Fairy Giraffe ra để dựng Trick Room để đảo chiều tốc độ. Con Fairy Giraffe này thì tôi đã rút kinh nghiệm lúc nãy rồi. Tôi sẽ Terra cho nó hình hệ cỏ để dựng, để bằng mọi giá phải dựng được Trick Room thì mới thắng nổi. Đó, em play Smeargle với lại Terabagos. Vô. Vô nè. Con gì vậy? Trợ tiếng Trung. Ok luôn bé nha. Tôi sẽ Terra thành hệ cỏ. Rồi Trick Room. Cỡ nào cỡ thì Fairy Giraffe cũng sẽ sống được trong lượt này thôi. Xong thì tôi sẽ bảo vệ cho Barcelona. Đợi mà Trick Room dựng lên xong. Nó sẽ ra con gì vậy? Terra Kyogre. Hệ nước. Ok, nó sẽ dứt điểm mình. Mít Terra thành hệ cỏ thì nó có bị Fairy Giraffe à? Anh tin em. Terra hình này cỏ rồi thì làm sao mà một đòn chết liền được. Vô lý. Gì đó đây? Entrainment, wow. Chiêu này có tác dụng là đổi đặc tính của bản thân với Pokemon đồng minh. Vậy là Kyogre giờ là có đặc tính là Swift Swim, gấp đôi tốc độ trong trời mưa. Vậy thì chiếc Room mà được dựng lên thì mình càng có cơ hội thắng. Sống dùng nó thôi. Được. Mẹ hãy xem nội mày nè. Trick Room. Rồi. Bất ngờ chứ con. Cũng, ủa, chắc nó cũng không bất ngờ lắm đâu ha. Nhưng mà giờ nó đã là đứa chậm nhất trong đây rồi. Hai đứa nó. Hyper Voice. Xong rồi tôi sẽ dùng mà chiêu... Tôi có nên dùng Hyper Voice không? Tôi nghĩ tôi sẽ dùng Blood Moon để dứt điểm con Kyogre mới được. Rút về rồi á. Ok
Regidrago. Hy vọng dứt điểm được con Regidrago này. Sao đây? Ồ, chưa chết, nhưng không sao, tôi còn Hyper Voice của... Ủa? Frigoraf, xử nó liền. Ôi trời đất. Trời đất, nó còn có một miếng máu à. Ủa nhưng mà con Regidrago nó có nhanh hơn mình không? Nó có chậm không ta? Tôi không tin về tốc độ mà con Regidrago nó lại chậm hơn con Oshaluna được. Không thể nào. Mình vẫn sẽ đánh trước. Gì kì á? Ủa? Ủa? Ủa là sao? Ủa rốt cuộc nó có đánh không? Ủa mọi người có thấy cái tôi vừa thấy không vậy? Ủa sao nó đánh trước mà nó không gây miếng thiệt hại nào cho mình vậy? Đúng không? Không thể nào nó đánh trước được. Vậy có nghĩa là... Vậy chỉ có thể là... Cái hệ thống game nó tính toán lộn đúng không? Chứ nó mới đánh mình mà mình không mất miếng máu nào hết. Mà làm sao nó đánh trước mình được? Ủa? Có vụ này nữa hả ta? Làm hết hồn rồi. Trái tim hẫng một nhịp. Tưởng đánh trước mình chứ. Rồi, Serena. Ủa cái vụ lúc nãy là sao ta? Vẫn còn màng hoàng. Nhưng không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn đang giành lợi thế. Trick Room vẫn còn trên sân. Rồi, cả hai đứa đều xuống sát hết. Mà tôi nghĩ như đó cũng không đủ sự cao gờ đầy máu đâu. Ờ, thấy chưa? Đánh chắc mà. Rồi, không sao. Nó tiễn mình đi rồi đó. Ok, không sao cả. Không sao cả. Trick Room vẫn còn được dừng. Therabagos vẫn còn đó mà. Làm quá tốt rồi hai đứa ơi. Bây giờ chúng ta vẫn còn Therabagos cùng với lại Smeargle. Smeargle thì còn Focus Sash cho nên là chắc chắn sẽ không chết trong một lượt. Therabagos thì có đặc tính Terra Shell, chắc chắn cũng không thể nào bị chết trong lượt này cả. Đủ sức để hạ Kyogre rồi đó. Tôi nghĩ con Kyogre này có Choice Pack đúng không ta? Chắc luôn. Con Kyogre này không có Protect lượt nào hết là chắc có Choice Pack rồi. Nào, ngã ngủ đi nào. Còn gì chần chờ nữa? Rồi, ok, con Kyogre này có Choice Pack. Nhưng đang trong Trick Room nên chúng ta sẽ đánh trước. Yay! Thấy cụ rùa Hồ Gươm chứ con? Ngã ngủ trước cụ rùa đi. Trời ơi, con quỷ cá heo. Quá mạnh luôn á. Decorate. Nghe được vậy là đủ xử cho Serena nữa. Hết mưa. Hết Trick Room nhưng mà chúng ta vẫn còn sống được. Tôi sẽ sử dụng Luna Blessing. Không trường hợp. Rồi, đối thủ bỏ cuộc rồi. Vậy là chúng ta đã chiến thắng trận này. Ôi, coi vậy đánh khùng khùng điên điên vậy mà cũng thắng được 3 trận hả? Đúng là ăn hên hay không bằng hên thì chứ. Và đó là đánh răng của Full Hệ Thường 2 tuần đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập đánh răng tuần sau. Và đối các bạn thì tuần sau sẽ là hệ gì? Đoán đại đi, bởi vì tôi không theo quy luật nào hết trơn á. Thích làm nào là làm đó à. Vậy nha, bye bye.